Hải tặc thuyền thúng chạy rồi hả? Lẹ ghê ha. Phát còi cảnh sát từ cái loa mà chạy mất tích à. Nhưng mà để bé cá voi ở nhà mình hoài cũng không ổn đâu. Lỡ kẻ xấu như tên bò tót hồi nãy bắt được thì càng không ổn. Vậy cho cá voi con ở nhà mình đó ba mẹ. Dù sao thì bạn đó cũng bay về nhà mình được mà. Tạm thời vậy đi. Vui quá là vui. Trời ơi, tìm quá trời tìm mà không biết loài cá voi bay này sống ở đâu hết. Trái đó có 7 châu lục và 5 đại dương. Bạn sống ở đâu hả cá voi bay? Là Nam Cực. Đúng rồi, là Nam Cực. Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ? Ủa, mà sao lại là Nam Cực hả ba? Nam Cực khác Bắc Cực chỗ nào? Nam Cực và Bắc Cực là hai cực của trái đất. Nam Cực lạnh hơn Bắc Cực rất nhiều. Và Nam Cực cũng không phải là lãnh thổ của bất kỳ nước nào. Cho nên, việc loài bí ẩn như cá voi bay sinh sống tại đó là hợp lý. Vậy mình chả biết cá voi về với gia đình ở Nam Cực đây ba mẹ. Hợp lý, nhà mình đi Nam Cực bằng máy bay nha. Không ổn công trình nãy giờ. Bây giờ thì ta có thể hốt trọn ổ nhà cá voi bay rồi. Chỉ có cá voi là vui vẻ với thời tiết như thế này thôi. Nam Cực rộng như vậy, biết tìm gia đình của cá voi con ở đâu đây?